Kính thưa quý vị và các bạn, giống như trong cả nước, cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ninh trong năm 2020 đã và đang phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Trong khó khăn thì bản lĩnh và trí tuệ của đội ngũ doanh nhân cũng được khẳng định, đưa cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ninh vượt qua mọi gian nan, ổn định sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Không chỉ vậy, các doanh nghiệp của Quảng Ninh tiếp tục phát huy vai trò tiên phong đổi mới, sáng tạo, nâng cao lợi thế cạnh tranh, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh. Dịch tả lợn châu Phi đã khiến nhiều doanh nghiệp, cơ sở hộ chăn nuôi phải điều đứng. Mặc dù chăn nuôi với quy mô lớn, song bằng nhiều giải pháp ngăn chặn hiệu quả, công ty cổ phần Thiên Thuận Tường là một trong số ít các đơn vị kiểm soát tốt, không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, ổn định được sản xuất. Công ty chủ động thực hiện sớm và triệt để công tác tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn lợn, thường xuyên cập nhật diễn biến dịch bệnh mới phát sinh trên địa bàn tỉnh, khu vực để chủ động có giải pháp phòng ngừa. Doanh nghiệp cũng kiểm soát chặt việc phun thuốc khử trùng đối với 100% phương tiện ra vào trang trại, rắc vôi, phun thuốc chuồng trại hàng tuần. Cán bộ nhân viên phải thay đồ bảo hộ trước khi vào trại làm việc. Với người trả phép, phải cách ly nơi làm việc trong thời gian 3 ngày. Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đàn lợn nuôi, phòng chống dịch hiệu quả, công ty Thiên Thuận Tường thực hiện quyết liệt các giải pháp, quản lý chăm sóc đàn lợn được sống, đàn lợn nái sinh sản theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, tăng cường quản lý, theo dõi diễn biến tình hình đàn lợn nhằm phát hiện sớm, báo cáo nhanh nếu phát hiện lợn có bệnh. Cùng với đó, việc chủ động từ con giống, thức ăn cho đến kỹ thuật góp phần hiệu quả vào việc phòng chống dịch bệnh, ổn định sản xuất, cung ứng giống và lợn thương phẩm chất lượng tốt cho thị trường. Với dịch bệnh tả lợn châu Phi ấy, thì hiện nay chưa có loại vaccine nào để phòng và chống lại. Thì chúng tôi chọn giải pháp an toàn sinh học và cái khoảng cách an toàn trong chăn nuôi. Đấy là cái mục đích và có lẽ đấy là cái hiện tại bây giờ công ty đang thực hiện để có một cái vùng chăn nuôi được an toàn. 2021 thì chúng tôi vẫn thực hiện tiếp tục xây dựng hai cái dự án chăn nuôi, một là ở xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả, hai nữa là ở xã Đồn Đạc của huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. Thì với quy mô và với cách làm mới đây ấy, thì chúng tôi cũng áp dụng những cái công nghệ cái dây chuyền hiện đại, ví dụ như là từ sản xuất thức ăn chăn nuôi là tới tận chuồng nuôi luôn và sử dụng theo dây chuyền khép kín, sau đó thì hướng tới là chế biến sản phẩm và đưa ra thị trường. Với lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, bên cạnh những tác động từ dịch bệnh, sự cạnh tranh gay gắt của thị trường cũng đòi hỏi các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này phải có những giải pháp hiệu quả để ổn định sản xuất. Công ty cổ phần xi măng Hạ Long cũng có giải pháp của riêng mình, đó là chú trọng tổ chức sản xuất kinh doanh theo mô hình trung tâm chi phí 5 công đoạn, 7 phân đoạn, giảm bớt một số phòng ban phân xưởng, tinh gọn biên chế, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các giải pháp trọng yếu trên đã được công ty cổ phần xi măng Hạ Long chú trọng thực hiện quyết liệt. Cùng với đó, công ty cũng tập trung tối ưu hóa sản xuất, duy trì dây chuyền vận hành ổn định, giảm thiểu sự cố, đồng thời nâng cao năng suất thiết bị, cải thiện chất lượng sản phẩm và tiết giảm chi phí. Công ty xi măng Hạ Long đã đưa dây chuyền hiện đại của Đan Mạch theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 vào vận hành hiệu quả. Đặc biệt, công ty đang áp dụng công nghệ xử lý rác thải, bùn thải, tro xỉ của các ngành công nghiệp khác làm nguyên nhiên vật liệu cho sản xuất, nhằm vừa đảm bảo chất lượng xi măng, vừa góp phần bảo vệ môi trường, cũng như thực hiện định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn theo chủ trương của chính phủ. Từ các giải pháp đồng bộ, năm 2020, xi măng Hạ Long đã xuất sắc hoàn thành kế hoạch đề ra với doanh thu đạt 2.586 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch. Công ty cũng đã quản lý cái mô hình theo cái mô hình định hướng của VSEM là quản lý theo 5 công đoạn và 7 phân đoạn trong sản xuất cũng như là công tác tiêu thụ, thì cũng tái cơ cấu theo cái chiến lược, tái cơ cấu thị trường theo chiến lược của VSEM, và trong công tác về mô hình sắp xếp lại mô hình tổ chức thì rà soát lại và sắp xếp theo quản lý theo là tinh gọn các đầu mối và nâng cao cái hiệu quả trách nhiệm của từng đầu mối trong cái công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của công ty. Trong bối cảnh của nền kinh tế đang bị tác động mạnh của dịch bệnh hiện nay, khó khăn đối với các doanh nghiệp là điều không tránh khỏi.
Song với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, các doanh nghiệp của Quảng Ninh đã chủ động tìm tòi, nghiên cứu, mạnh dạn đầu tư ở nhiều lĩnh vực, góp ích cho cộng đồng, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương. Công ty cổ phần Trà Hoa Vàng Quảng Ninh là một ví dụ. Nhận thấy giá trị, tiềm năng khai thác từ cây trà hoa vàng cũng như những bất cập về thị trường tiêu thụ. Năm 2020, công ty Trà Hoa Vàng Quảng Ninh đã đầu tư vào khâu bao tiêu, phân phối và tiêu thụ sản phẩm trà hoa vàng. Sau một thời gian tìm hiểu, công ty cổ phần Trà Hoa Vàng Quảng Ninh đã bắt tay liên kết, đàm phán, ký hợp đồng tiêu thụ nguyên vật liệu sản xuất trà hoa vàng của vườn trà Quy Hoa tại huyện Hải Hà. Bài toán về nguồn nguyên liệu và vùng trồng được giải quyết. Công ty chú trọng áp dụng những công nghệ mới nhất để cho ra những thành phẩm bắt mắt, giữ được màu sắc, hương thơm và giá trị dinh dưỡng tự nhiên. Bên cạnh đó, công ty Trà Hoa Vàng Quảng Ninh tập trung đa dạng hóa sản phẩm. Hiện nay, công ty cũng đang cung cấp ra thị trường 5 loại sản phẩm với thương hiệu AMT. Đến nay, sản phẩm AMT đang được phân phối tại các đại lý, cửa hàng rộng khắp trong và ngoài tỉnh. Việc liên kết với vườn trà Quy Hoa để bao tiêu sản phẩm trà hoa vàng của công ty cổ phần Trà Hoa Vàng Quảng Ninh đã giải quyết vấn đề về tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng tầm thương hiệu địa phương. Về phát triển cho cái trà hoa vàng của Quy Hoa nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung, thì tôi cũng muốn là đưa cái sản phẩm này ra làm sao nó càng rộng càng tốt. Với cái thực lực của trà hoa vàng Quy Hoa thì không thể là đưa được vươn xa được, coi như là tất cả các mọi miền của đất nước cũng như là coi như là ra được tới quốc tế. Thì tôi cũng đã hợp tác với lại công ty trà hoa vàng Quảng Ninh sản xuất ở tại đây và nhiều nơi khác nữa để đưa cái sản phẩm trà hoa vàng của tỉnh Quảng Ninh này vươn xa hơn. Thời gian tới thì chúng tôi sẽ mở rộng cái vùng nguyên liệu của chúng tôi với dự định là lên tới 200 hectare để có thể đủ nhu cầu để cung cấp sản lượng cũng như là chất lượng cho toàn thị trường. Thì chúng tôi sẽ đầu tư vào mở rộng vùng nguyên liệu cũng như là vào công nghệ để có thể đáp ứng được cái nhu cầu xuất khẩu cho sản phẩm này ra toàn thị trường thế giới. Phải khẳng định rằng góp phần làm nên những thành công của cộng đồng doanh nghiệp hôm nay luôn có sự quan tâm đồng hành của tỉnh Quảng Ninh bằng những hành động cụ thể. Với phương châm cùng đi cùng đến cùng hiệu quả, nhiều vướng mắc của doanh nghiệp đã được tỉnh tập trung nắm bắt, tháo gỡ, giải quyết kịp thời, tạo động lực cho doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh. Đặc biệt trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, từ đầu tháng 2 2020 đến nay, tỉnh liên tục làm việc với các hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để nắm bắt những khó khăn, bàn giải pháp tháo gỡ kịp thời. Tỉnh đã tạm dừng kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung năng lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Quảng Ninh cũng thành lập ban chỉ đạo các giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, ứng phó với đại dịch COVID-19. Ban chỉ đạo do đích thân đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng ban. Quảng Ninh cũng là một trong số ít địa phương đi tiên phong trong việc triển khai các cơ chế chính sách của chính phủ. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp, Quảng Ninh đã kịp thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh nhằm giảm mặt bằng lãi suất cho vay, thực hiện chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp, cải cách hành chính, phát triển các dịch vụ ngân hàng, minh bạch hóa thông tin dịch vụ ngân hàng. Tỉnh đã duy trì đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý phản ánh, giải quyết kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp. Các tổ chức tín dụng cũng thường xuyên làm việc với các doanh nghiệp nhằm tăng cường kết nối, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ ngân hàng. Đồng thời, thực hiện ưu tiên cho vay các lĩnh vực trọng tâm theo định hướng của tỉnh. Ngay từ đầu năm, khi mà dịch bệnh bùng phát, BIDB Quảng Ninh đã chủ động cử cán bộ đến gặp các doanh nghiệp, tìm hiểu, cùng tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp. Chúng tôi thực hiện rất tốt với thông tư 01 của Ngân hàng Nhà nước. Đặc biệt là những doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng dịch COVID thì chúng tôi cơ cấu lại 100% những khoản nợ bị ảnh hưởng, đồng thời miễn giảm lãi phù hợp với thông tư 01 của Ngân hàng Nhà nước. Ngoài ra, chúng tôi còn tìm hiểu và cho vay những doanh nghiệp để họ trả lương cho người lao động và duy trì những hoạt động sản xuất, chờ cơ hội khi dịch bệnh
bị dịch bệnh được kiềm chế, thì tôi tiếp tục, những doanh nghiệp tiếp tục hoạt động kinh doanh thì sẽ cho vay tiếp ra để họ hoạt động cách bình thường. Cùng với đó, các tổ chức tín dụng đã tập trung cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ vay nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 theo thông tư 01 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đặc biệt, Quảng Ninh cũng nhanh chóng triển khai cho vay trả lương ngừng việc với lãi suất 0% nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, tạo thêm thu nhập cho người lao động. Khi mà tiếp cận được cái nguồn vốn vay của từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, từ chủ trương của Chính phủ thì là doanh nghiệp của chúng tôi cũng rất là phấn khởi và cũng sẽ là nguồn lực, là một cái nguồn lực động viên để cho doanh nghiệp phấn đấu để phục hồi. Bên cạnh sự nỗ lực của mỗi doanh nghiệp để có thể vượt qua thách thức, doanh nghiệp vẫn luôn cần có sự đồng hành, sát cánh, chung tay hỗ trợ của Trung ương và tỉnh. Đây là động lực rất quan trọng, góp phần kiến tạo một môi trường đầu tư thông thoáng, hiệu quả, lành mạnh, thúc đẩy sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Năm 2020, đầy thách thức đã khép lại. Song những khó khăn đối với doanh nghiệp ở năm 2021 này vẫn còn rất nhiều bởi tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Hệ quả của nó trong năm 2020 đã ngấm và bộc lộ. Hơn lúc nào hết, doanh nghiệp đang vẫn rất cần những giải pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ từ Trung ương đến tỉnh để vượt qua giai đoạn những khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển bền vững. Thì tôi cũng kiến nghị lãnh đạo chính quyền tỉnh Quảng Ninh làm sao quan tâm hơn nữa tới những cái dự án phát triển nông nghiệp và với những cái doanh nghiệp là sản xuất thực sự. Doanh nghiệp chúng tôi thì cũng rất là mong muốn là đối với những lúc nó khó khăn do thiên tai dịch bệnh thì chính phủ có những cái hỗ trợ làm sao đấy để cho riêng các cái thủ tục hành chính là giảm tải tối đa để cho doanh nghiệp tiếp cận được cái gói vay để đúng lúc, đúng chỗ và kịp thời. Thực tế đã chứng minh, trong mọi gian nan, cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ninh bằng bản lĩnh vững vàng và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới đã kiên cường vượt qua khó khăn, gặt hái nhiều thành công. Từ đó góp phần tích cực cho sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh hôm nay. Tin rằng với tinh thần, kỷ luật và đồng tâm của vùng mỏ anh hùng, cùng với sự quan tâm đồng hành của tỉnh Quảng Ninh, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, vượt qua thách thức, vươn tới những thành công mới, góp phần thúc đẩy Quảng Ninh phát triển nhanh, vững chắc.